tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đối với bản tin ngày 24 tháng 3 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Dữ liệu nước thải cho thấy các ca COVID-19 gia tăng trở lại trên khắp Canada. 60% người Canada lo lắng về việc nuôi sống gia đình trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Thủ hiến Quebec cảnh báo hiệp ước của đảng Tự do và NDP sẽ kích hoạt cuộc đấu đầu với các tỉnh. Nhà máy sản xuất pin xe điện trị giá 4,9 tỷ đô được công bố tại Windsor, Ontario. Chính phủ Ottawa tăng khoảng hoàn tiền thối carbon 66% ở Manitoba và Ontario Saskatchewan dự đoán thâm hụt 463 triệu đô la và chi lớn cho chăm sóc sức khỏe trong ngân sách năm 2022. Tròn một tháng giao tranh tại Nga, Ukraine, Kiev vẫn không ngừng bị bắn phá và Tổng thống Zelensky kêu gọi thế giới hãy ủng hộ Ukraine. Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ hai từ máy bay phản lực bị rơi, gần như là thẳng đứng trong vụ tai nạn mà không có người sống sót. Hàn Quốc chạm mốc 10 triệu ca mắc Covid trong khi các lò hỏa tán và nhà tang lễ quá tải. Nhà hoạt động Việt Nam bị bỏ tù 5 năm vì hành vi chống nhà nước. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị và sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin trong nước. Thưa quý vị, có những trò lừa đảo liên quan tới Ukraine mà mọi người nên để ý. Khi Nga tiếp tục xâm lược Ukraine, các tổ chức và cá nhân viện trợ đã vận động và kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người dân Ukraine. Tuy nhiên, Trung tâm chống lừa đảo Canada, được gọi tắt là CAFC, cho biết họ đã biết tới nhiều vụ lừa đảo gây quỹ bằng mạng xã hội và qua email. Những tổ chức lừa đảo thường tuyên bố rằng họ đang cung cấp hỗ trợ cho những người chạy trốn khỏi cuộc chiến. Trung tâm chống lừa đảo Canada nói rằng họ đã nhận được 17 báo cáo về các vụ lừa đảo liên quan đến các nỗ lực cứu trợ Ukraine. Khi mà các nạn nhân bị tiếp cận thông qua mạng xã hội hoặc là qua email từ ngày 1 tháng Giêng và ngày 22 tháng 3 của năm 2022, một trong những hình thức lừa đảo chính thức được báo cáo cho Trung tâm Chống Lừa Đảo là lừa đảo quyên góp thông qua mạng xã hội. Các cá nhân và các nhóm trên Facebook yêu cầu người dùng trực tiếp gửi tiền cho họ rồi sau đó họ sẽ chuyển đến bạn bè hoặc là tổ chức từ thiện ở ukraine cũng như là các chiến dịch tương tự trên instagram yêu cầu người canada gửi tiền quyên góp bằng hình thức e transfer để tránh bị lừa đảo từ thiện trung tâm chống lừa đảo canada cho biết mọi người canada nên yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản trước khi quyên góp mọi người cũng có thể kiểm tra xem tổ chức từ thiện này có được đăng ký với cơ quan doanh thu thuế Canada, tức là CRA hay không, bằng cách gọi cho số 1 267 2384 để bảo đảm tổ chức đó là hợp pháp. Cơ quan này cũng cảnh báo người dân Canada không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong các tin nhắn văn bản hoặc là email không an toàn được gửi tới để xin hỗ trợ các khoản đóng góp ủng hộ Ukraine. Một loại lừa đảo khác cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine là các trang web giả mạo và quảng cáo trực tuyến sai sự thật về dịch vụ nhập cư giá rẻ, hoặc là có những trường hợp thậm chí là bảo đảm người tị nạn khi đến Canada sẽ có việc làm được trả lương cao. Trung tâm chống lừa đảo của Canada cảnh báo rằng các trang web này thường trông rất là giống với các trang web chính thức của chính phủ ngoài ra thì cũng tồn tại một trường hợp gồm một người đàn ông đóng giả là sĩ quan tình báo của canada phục vụ ở ukraine người đã tham gia vào một mối quan hệ trên mạng với một phụ nữ và yêu cầu cô ấy chuyển tiền để hỗ trợ các nỗ lực quân sự của anh ta khi đề cập đến các trò gian lận liên quan tới hẹn hò trung tâm chống lừa đảo cho biết người canada nên cảnh giác các hồ sơ trên mạng xã hội hoặc là các ứng dụng hẹn hò mà nhìn có vẻ như là giả mạo cũng như bất kỳ thư từ email nào nhìn đáng nghi ngờ, để bảo vệ mình khỏi một vụ lừa đảo có thể xảy ra. Trung tâm chống lừa đảo đề nghị người dân Canada hãy đặt câu hỏi và nói chuyện với các thành viên gia đình hoặc là bạn bè về tình hình. Yêu cầu thông tin gây quỹ bằng văn bản. Cẩn trọng trước những lời cầu xin khẩn cấp dựa trên cảm xúc hoặc là liên quan đến các chiến thuật bán hàng áp lực cao. Luôn xác minh rằng các tổ chức mà họ đang giao dịch là hợp pháp không cung cấp thông tin cá nhân cho người chỉ quen biết qua mạng. Cẩn thận với các cuộc gọi hoặc là email từ địa chỉ lạ yêu cầu xác nhận hoặc là cập nhật thông tin cá nhân hoặc là tài chính của họ. Dữ liệu nước thải cho thấy các ca COVID-19 đã gia tăng trở lại trên khắp Canada. Theo dữ liệu từ giám sát nước thải cho thấy rằng các trường hợp COVID-19 đang gia tăng trở lại ở Canada khi các tỉnh đã nới lỏng các hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Theo phân tích thì sự hồi sinh đang diễn ra ở tỉnh Ontario, Alberta, Saskatchewan và một số vùng của tỉnh BC. Các tín hiệu nước thải tương quan với các trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo thông qua xét nghiệm, nhưng chúng vẽ ra một bức tranh chính xác hơn và đầy đủ hơn về mức độ phổ biến của COVID-19 trong cộng đồng. Những người bị nhiễm COVID-19 có thể thải coronavirus qua phân của họ ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng nào, làm cho việc xét nghiệm nước thải của cộng đồng trở thành một công cụ quan trọng, có thể hoạt động song song với dữ liệu xét nghiệm lâm sàng, theo cơ quan y tế công cộng của Canada cho biết. Vậy nước thải của Canada cho chúng ta biết điều gì về tình hình lây lan COVID-19 mới nhất? Tại tỉnh Ontario, sau khi giảm vào tháng 2, các trường hợp COVID-19 bắt đầu tăng đột biến vào đầu tháng 3, trùng với thời điểm mở cửa trở lại theo từng giai đoạn của tỉnh. Tiến sĩ Peter Juni là giáo sư y khoa và dịch tễ học tại Đại học Toronto và là giám đốc khoa học của Ban Tư vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario, cho biết. Kể từ hôm thứ Ba, họ đã thấy sự tồn tại của coronavirus trong nước thải tăng tương đối mạnh ở tất cả các vùng trong tỉnh. Ông cho biết cùng với tỷ lệ dương tính của xét nghiệm. Dữ liệu nước thải là một chỉ số ban đầu cho thấy sự hồi sinh của virus, nhưng đúng như dự kiến của tỉnh. Tình hình cũng tương tự ở tỉnh Alberta, nơi xu hướng tăng bắt đầu vào đầu tháng 3, theo các mẫu nước thải được các nhóm đà tại Đại học Alberta và Đại học Calgary thu thập, xử lý và báo cáo. Dữ liệu này bao gồm hơn 80% dân số của tỉnh Alberta, Ông Khúc đi, là giáo sư danh dự tại Đại học Alberta cho biết, dữ liệu gần đây cho thấy rằng các ca bệnh đang gia tăng trong tỉnh nhưng chưa đáng kể. Còn các nhà nghiên cứu tại Đại học Saskatchewan đang theo dõi sát sao xu hướng nước thải của COVID-19 ở Saskatoon, Prince Albert và North Battleford. Kể từ ngày 16 tháng 3, tải lượng virus trong nước thải của Saskatoon đã tăng 66,3% so với mức trung bình hàng tuần của tuần trước đó. Tuy nhiên, ở tỉnh British Columbia, mức tăng hiện ít nổi bật hơn. Đó là theo kết quả giám sát tại 5 nhà máy xử lý nước thải cho thấy thông số của 50% dân số của tỉnh. Trong số 5 khu vực được giám sát bởi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh BC là BCCDC và Metro Vancouver, tỷ lệ hiện nhiễm COVID-19 chỉ tăng lên ở khu vực Fraser và North Shore. 60% người Canada đang lo lắng về việc nuôi sống gia đình trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Theo một cuộc thăm dò mới nhất từ Ipsos, ngày càng có nhiều người Canada lo ngại rằng họ sẽ không thể kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình. Trong một cuộc khảo sát, Ipsos phát hiện ra rằng cứ 10 người Canada thì có 6 người nói rằng họ lo ngại có thể không có đủ tiền để nuôi gia đình. Con số này tăng 16 điểm phần trăm so với một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 11 khi tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 4,7%. Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Canada, mức lạm phát hiện nay đã tăng 1 điểm phần trăm lên 5,7%. Và các nhà kinh tế nói rằng, khi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine gây áp lực lên giá tại các cửa hàng bán lẻ và cửa hàng tạp hóa, lạm phát có thể còn chưa đạt đến đỉnh điểm. Theo ông Daryl Bricker, là giám đốc điều hành của Ipsos Public Affairs, nói rằng cuộc thăm dò mới nhất thể hiện một sự chuyển đổi mạnh mẽ về những mối quan tâm hàng đầu của người Canada. Khi đại dịch lắng xuống, các mối quan tâm rộng lớn hơn như là biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe đang giảm thứ hạng, khi khả năng chi trả đang xói mòn trở thành mối quan tâm hàng đầu. 68% phụ huynh lo lắng về khả năng kiếm tiền mua thức ăn, đây cũng là con số cao nhất trong các nhóm. Hơn 60% những người được khảo sát trong độ tuổi từ 18 đến 54 cho biết họ lo lắng về việc nuôi sống gia đình, trong khi con số này lại giảm ở những người lớn tuổi hơn. Ông Bricker nói rằng, những người đang thực sự gặp khó khăn là những người trẻ hơn, những người ít giàu có hơn, những người có con nhỏ ở nhà. Ngoài thực phẩm thì 85% người Canada lo ngại rằng lạm phát khiến những chi tiêu hàng ngày trở nên đắt đỏ hơn, con số này tăng 7% so với cuộc thăm dò của tháng 11 hơn 2 phần 3 người Canada được khảo sát cho biết họ lo lắng về việc không đủ tiền mua xăng. Một khảo sát mới đây cho biết 54% người Canada giảm lái xe trong bối cảnh giá xăng tăng cao. Theo một khảo sát mới nhất của công ty Lerge cho biết, phần lớn người Canada nói rằng họ đang ít lái xe hơn do giá xăng tăng cao. Tuy nhiên, phần lớn số người lại không báo cho bảo hiểm biết điều này để có thể giảm bớt phần nào trong tiền bảo hiểm xe. Trong tháng này, giá xăng tại các trạm bơm của toàn nước đã tăng với mức cao mới do chiến tranh tại Nga và Ukraine. Một số quốc gia trên thế giới trong đó có Canada đã cấm dầu thô của Nga khiến cho giá dầu tăng cao. Khi được khảo sát thì có 54% người Canada cho biết họ ít lái xe hơn vì giá xăng đã tăng cao. Người Canada ở Đại Tây Dương đã thay đổi thói quen lái xe nhiều nhất với 70% người được hỏi, nói rằng họ đang lái xe ít đi trong khi 55% người ở Ontario cho biết họ đã lái xe ít hơn. Tại Alberta, 46% tài xế cho biết họ đã lái xe ít hơn, là nơi có tỷ lệ thấp nhất trong cả nước. Cuộc khảo sát trực tuyến với 1.515 người Canada được LRJ thực hiện từ ngày 11 cho tới ngày 13 tháng 3. Giá xăng cao cũng thúc đẩy sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng với nhiều tài xế. Giờ đây cho biết họ sẽ xem xét việc mua một chiếc xe khơi điện hoặc là hybrid một phần năm trong số những người được khảo sát cho biết họ sẽ cân nhắc mua một chiếc xe hybrid, trong khi 18% nói rằng họ sẽ xem xét một chiếc xe điện. Chỉ 27% nói rằng giá xăng cao sẽ không ảnh hưởng tới việc mua chiếc xe kế tiếp của họ. Trong khi thói quen lái xe của người tiêu dùng đã thay đổi, người lái xe đã không thông báo cho công ty bảo hiểm. Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ để tiết kiệm tiền lái xe ít hơn có thể giúp giảm phí bảo hiểm của bạn đặc biệt là nếu tình trạng lái xe của bạn có thay đổi ví dụ như bạn không còn lái xe đi làm và chỉ sử dụng xe để đi mua hàng hoặc là gặp bạn bè các công ty bảo hiểm có thể giảm theo tỷ lệ vì việc sử dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào giải trí hơn là cho công việc tức là lái xe đi làm Nói chung thì điều quan trọng là phải thông báo cho công ty bảo hiểm của bạn về bất kỳ sự thay đổi nào đối với việc lái xe của bạn. Các công ty bảo hiểm có thể hủy hợp đồng của bạn nếu họ phát hiện ra bạn đã bỏ sót thông tin. Vì sao một thỏa thuận dự đảng tự do NDP của chính phủ Ontario nhất định sẽ xảy ra nếu mà cuộc bầu cử vào tháng 6 có kết quả thiểu số? Thỏa thuận cấp liên bang giữa đảng tự do và đảng tân dân chủ đã giữ cho chính phủ Justin Trudeau nắm quyền đang khiến cho người ta đặt ra câu hỏi là liệu một sự kết hợp tương tự ở Ontario có thể giúp ngăn thủ hiến Dodd Ford khỏi nhiệm kỳ thứ hai hay không? Câu hỏi này chắc chắn vẫn còn quá sớm, chủ yếu là do sự khác biệt giữa tình hình chính trị liên bang và tỉnh. Nhưng khi chiến dịch bầu cử của Ontario dự kiến sẽ bắt đầu chỉ trong 6 tuần với khả năng không đảng nào giành được đa số hoàn toàn, không có gì ngạc nhiên khi mọi người nghi ngờ về viễn cảnh đó. Nếu ông Ford và đảng bảo thủ cấp tiếng của ông giành được hơn một nửa trong số 124 ghế vào ngày 2 tháng 6 thì không có gì để bàn cãi. Nhưng mà nếu cuộc bầu cử dẫn tới một cơ quan lập pháp thiểu số thì bạn có thể dự kiến thấy các cuộc đàm phán giữa NDP và đảng tự do cấp tỉnh sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tính chất của các cuộc đàm phán đó tất nhiên sẽ phụ thuộc vào số ghế của mỗi bên và thậm chí có thể liên quan tới Green Party của Ontario. Tất cả các đảng đối lập đều cho biết họ sẽ không ủng hộ một nhóm thiểu số của ông Ford. Trong khi đó, ở chính phủ liên bang, NDP có nhiều thứ để mất hơn là đảng tự do trong thỏa thuận mới. Các nghị sĩ của hai đảng NDP và đảng Tự do nói chung đều cảm thấy lạc quan về ý tưởng cùng nhau làm việc khi mà những tranh cãi bắt đầu lắng xuống liên quan tới thỏa thuận hai bên. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã cảnh báo về những phân nhánh có thể xảy ra tại thông phiếu, đặc biệt là đối với đảng NDP, những người đang ủng hộ chính phủ thiểu số tự do để đổi lấy sự tiến triển của các ưu tiên chính như là chương trình dược phẩm quốc gia và chăm sóc răng miệng hai đảng đã họp lần đầu tiên vào ngày thứ tư kể từ khi họ được Thủ tướng Justin Trudeau và lãnh đạo NDP, ông Jamin Singh, yêu cầu xác nhận sự tin tưởng và bày tỏ sự ủng hộ trong các cuộc họp kín khẩn cấp vào đêm thứ hai. Một nghị sĩ của đảng Tân Dân Chủ NDP Charlie Angus cho biết thỏa thuận sẽ mở ra những cải cách chăm sóc sức khỏe quan trọng và mang lại lợi ích cho người dân Canada. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đảng của ông sẽ cho tảng tự do hành động thoải mái hoặc là đảng tân dân chủ bị bóp nghẹt tuy nhiên nhiều nhà quan sát cảm thấy ndp có nhiều thứ để móc từ thỏa thuận hơn so với đảng tự do chris cochran là một giáo sư chính trị tại đại học toronto cho biết thỏa thuận này dường như là một bước chiến lược tuyệt vời của đảng tự do và justin trudeau nhưng lại là một sai lầm chiến lược lớn đối với ndp ông nói tôi thực sự không thể thấy lợi ích của ndp là gì Ông Cochrane, một chuyên gia về các chính phủ thiểu số, cho biết thỏa thuận sẽ không ngăn cản ông Trudeau kêu gọi một cuộc bầu cử trước năm 2025 nếu mà các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể chắc chắn chiến thắng với đa số ghế. Nhưng ông cũng nói rằng hiệp ước NDP và đảng tự do có thể là một món quà cho đảng bảo thủ. Kito Maji, là chủ tịch của một công ty thăm dò ý kiến Main Street Research, cho biết đối với NDP thì thỏa thuận có thể là một quyết định mất trắng vừa không đạt được tín nhiệm cho các chính sách như nha khoa giá cả phải chăng mà họ phải thúc đẩy trong thỏa thuận, vừa phải chịu trách nhiệm nếu mà chương trình dược phẩm không được giới thiệu trước cuộc bầu cử. Nội dung của thỏa thuận cho biết kế hoạch chăm sóc răng miệng dành cho trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được thực hiện vào cuối năm nay, nhưng mà vẫn còn mơ hồ về chương trình dược phẩm sẽ trông như thế nào và tiến hành khi nào. Thỏa thuận của Đảng Tự do và NDP cho biết chính phủ sẽ thông qua đạo luật dược phẩm Canada vào cuối năm 2023, nhưng vì dược phẩm dựa vào sự hợp tác từ các tỉnh nên chương trình giới thiệu thuốc giá cả phải chăng sẽ có thể không được thực hiện đầy đủ trước cuộc tổng tuyển cử năm 2025. Một giáo sư chính trị khác, Laurie Turnbull, của trường đại học Dalhousie nói rằng NDP sẽ không thể kiếm thêm quyền lợi từ kế hoạch này và có nguy cơ đảng tự do có thể sử dụng nó để cắt ngắn cuộc tranh luận về các dự luật quan trọng. Giáo sư Turnbull cho biết, mặc dù là các thỏa thuận như thế này có xu hướng không phổ biến, nhưng mà việc các bên hợp tác với nhau hoàn toàn nằm trong thông lợi quốc hội thông thường, đặc biệt là trong một hoàn cảnh thiểu số. Nhưng mà bà cũng cho biết NDP và đảng tự do vốn đã có nhiều điểm chung và đặt ra câu hỏi tại sao thỏa thuận lại cần thiết. David Colledo là giám đốc điều hành của công ty thăm dò dư luận Abacus Data cho biết ông nghĩ rằng còn quá sớm để nói rằng đảng nhỏ hơn chắc chắn sẽ thua cuộc. Ông nói, nói chung thì từ kết quả thăm dò mà tôi đã thực hiện thì người Canada muốn các nhà lãnh đạo chính trị của họ cùng nhau làm việc để giải quyết cả vấn đề. Ông Colado cho biết, mặc dù có sự khác biệt giữa giá trị của hai cử tri đảng NDP và đảng tự do, nhưng mà cả hai nhóm này đều có mức độ thu địch đối với đảng bảo thủ. Thủ hiến Quebec cảnh báo Hiệp ước Tự do NDP sẽ kích hoạt cuộc đối đầu với các tỉnh. Thủ hiến François Legault đang cảnh báo rằng liên minh mới giữa đảng Tự do Liên bang và đảng NDP sẽ kích hoạt một cuộc đối đầu với các tỉnh, đặc biệt là xung quanh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhưng ông Legault cho biết cả hai chương trình tiềm năng đó đều thuộc thẩm quyền riêng của cấp tỉnh và ông nói thêm rằng đảng Tự do và đảng NDP là những đảng chính trị mà rất tập trung nhiều quyền lực ở các vị trí cấp cao. Ông nói rằng Liên minh Tự do và đảng NDP đối mặt với nhiều thách thức nếu họ cố gắng dạy cho tỉnh Quebec cách chi tiêu các khoản chuyển viện y tế liên bang. Nói thêm rằng, Thủ hiến Ontario Doug Ford cũng đồng ý với ông rằng Ottawa không nên cố gắng tham gia vào các khu vực thuộc thẩm quyền của tỉnh, chẳng hạn như là chăm sóc sức khỏe. Thủ hiến Quebec đang cảnh báo các nhà lãnh đạo liên bang rằng họ nên dự kiến từ các tỉnh một tinh thần rất kiên quyết để ngăn chặn mọi nỗ lực làm xói mòn quyền lực của các tỉnh. Đảng Ontario Greens của Ontario muốn giảm một nửa giá vé phương tiện công cộng. Đảng Xanh của Ontario cho biết họ muốn thấy tỉnh cắt giảm một nửa giá vé phương tiện công cộng trong ba tháng khi giá khí đốt gần đây đang đạt mức cao kỷ lục. Cuộc khủng hoảng đang làm tổn thương người dân Ontario. Mọi người cần các lựa chọn, giá cả phải chăng để đi lại và cần cứu trợ ngay bây giờ. Lãnh đạo đảng xanh Ontario là Mike Schreiner cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Tư. Cắt giảm một nửa giá vé là một biện pháp tức thì với những lợi ích tức thì có thể giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng nhiên liệu và chi phí sinh hoạt ngay càng trầm trọng cũng như là tình trạng khẩn cấp về khí hậu Tuyên bố lưu ý rằng giá xăng đã tăng gần đây với một số khu vực của tỉnh hiện đang ở mức 1,70 đô la mỗi một lít. Đảng muốn giảm một nửa giá vé cho tất cả các hệ thống vận chuyển trên toàn tỉnh trong ba tháng, bao gồm các hệ thống thành phố cũng như là Go và Northland. Tỉnh gần đây đã công bố động thái loại bỏ một số phí chuyển tuyến, có nghĩa là giá phương tiện công cộng ở nơi được miễn phí cho những người đi nối qua Go Transit. Ngoài ra thì thanh niên từ 13 đến 19 tuổi là sinh viên cao đẳng và đại học dùng dịch vụ của Go Transit và UP Express sẽ được giảm giá 40% so với giá vé người lớn đầy đủ. Nhà máy sản xuất pin xe điện trị giá 4,9 tỷ đô la được công bố tại thành phố Windsor, tỉnh Ontario. Các quan chức liên bang và tỉnh đã công bố nhà máy sản xuất pin lithium-ion cho xe điện EV đầu tiên của Canada, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận liên doanh trị giá 4,9 tỷ đô la giữa Stellantis và LG Energy Solution. Hoạt động này dự kiến sẽ tạo ra 2.500 việc làm trong khu vực. Với mỗi chính phủ sẽ đưa ra các ưu đãi cho dự án. Thủ hiến Ford cho biết đây là khoản đầu tư và xe hơi lớn nhất trong lịch sử của tỉnh, chúng tôi và cả nước. Các công ty cho biết họ đã thực hiện các thỏa thuận ràng buộc, dứt khoát để thành lập nhà máy, dự kiến sẽ có công suất sản xuất hàng năm lạnh 45 gigawatt mỗi một giờ. Giám đốc điều hành của Stellantis là Mark Stewart cho biết, cơ sở này sẽ cung cấp một lượng đáng kể pin cho xe điện EV. Ông Stellantis có kế hoạch công bố nhà máy sản xuất pin EV thứ hai của họ ở Mỹ trong những tuần tới. Ông Stewart cho biết cơ sở mới ở Windsor sẽ có kích thước bằng khoảng 112 sân khúc cung cầu NHL và một bộ trưởng đã gọi đây là Gigafactory, tức là nhà máy siêu to đầu tiên của Canada. Ottawa tăng khoản hoàn tuyên thuế carbon 66% ở Manitoba và Ontario. Giá trị của khoản hoàn tiền carbon từ chính phủ liên bang sẽ tăng hơn 66% ở Ontario và Manitoba trong năm nay để bù đắp cho khoản hoàn lại quá nhỏ trong hai năm qua trong báo cáo thường niên thứ hai về định giá carbon của liên bang được trình bày tại Hạ viện vào tuần này, cho thấy Canada đã thu về hơn 4,2 tỷ đô la định giá carbon từ người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn 2020-2021. Gần 4,1 đô la đã được trả lại dưới dạng khoản hoàn lại. Nhưng trong năm thứ hai liên tiếp, các khoản hoàn lại này ở Ontario và Manitoba đã không đạt được yêu cầu trong khi yêu cầu được đề ra là 90% doanh thu được trả lại cho tỉnh nơi mà chúng được thanh toán. Tại Alberta và Saskatchewan cũng là các tỉnh duy nhất còn lại trong hệ thống định giá carbon của liên bang, các khoản hoàn tiền còn vượt quá mục tiêu đề ra. Vì vậy, trong năm nay, khi giá carbon tăng thêm 10 đô la cho tới 50 đô la cho mỗi tấn khí thải được tạo ra, các gia đình Ontario và Manitoba sẽ thấy một bước nhảy vọt lớn hơn ở số tiền mà họ nhận lại được. Các khoản tiền cũng sẽ được thanh toán hàng quý lần đầu tiên vào năm 2022 thay vì một khoản thanh toán một lần duy nhất được phát hành với tờ khai thuế. Đối thủ của thủ hiến Jason Kennedy nói rằng ông Kennedy gian lận. Đối thủ chính trị thẳng thắng nhất của Jason Kennedy đang cáo buộc đội vận động tranh cử của ông Kennedy đã bẻ công các quy tắc khi mà cuộc chiến về tương lai chính trị của thủ hiến đi đến hồi cuối cùng. Hôm thứ tư Đảng bảo thủ thống nhất, gọi tắt là UCP, đã thông báo rằng hội đồng quán tri của họ đã bỏ phiếu để thay đổi định dạng của cuộc đánh giá lãnh đạo ngày 9 tháng 4 sau khi số lượng cử tri đăng ký tăng vượt xa mong đợi. Thông báo này đã gây ra những cáo buộc gian lận, thành viên giả và những câu hỏi mới về tính hợp lệ của việc chuyển sang sử dụng lá phiếu gửi qua thư chỉ hai tuần trước cuộc bỏ phiếu. Trong khi ông Kenny hoan nghênh động thái này, thành viên của hội đồng lập pháp mới đắc cử Brian Chin cho biết việc thay đổi đánh giá lãnh đạo UCP từ một sự kiện trực tiếp thành một cuộc bỏ phiếu qua thư là một công thức cho hành động lừa đảo và gian lận. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, ông Chin cho biết nhóm chiến dịch của ông Kenny đã bắt đầu tiến hành trước các chiến dịch mà chưa được cho phép. Đội vận động của ông Kenny đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Hơn 15.000 thành viên trong đảng đã đăng ký bỏ phiếu về số phận của ông Kennedy trên cương vị lãnh đạo vào tháng tới. Bằng lãnh đạo của đảng bảo thủ thống nhất ở Alberta cho biết họ buộc phải thay đổi định dạng của cuộc bỏ phiếu đánh giá lãnh đạo ngày 9 tháng 4. Ông chỉ nói các quy tắc của UCP yêu cầu rằng các cuộc bỏ phiếu xem xét lãnh đạo phải diễn ra tại cuộc họp đại hội đồng thường niên hoặc là các cuộc họp đại hội đồng đặc biệt. Đây không phải là quy tắc mà ban quản trị đảng có thể thay đổi. Quy tắc này tồn tại để bảo đảm rằng không ai bỏ phiếu thay cho những người không thực sự có mặt tại cuộc họp. Đó là một cơ chế chống gian lận. Chính phủ Saskatchewan chi lớn cho chăm sóc sức khỏe trong ngân sách năm 2022. Chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ở Saskatchewan đang nhận được khoản tăng 318,7 triệu đô la trong ngân sách năm 2022-2023 của chính quyền tỉnh. Khoản tài trợ này đã thể hiện mức tăng 5,2% từ năm 2021 năm 2022, tài trợ chăm sóc sức khỏe lên 6,44 tỷ đô la và chính phủ có kế hoạch sử dụng khoản tiền tăng này để giải quyết thời gian chờ đợi phẫu thuật và sức khỏe tâm thần cùng với các vấn đề khác. Vậy thì khoản tiền đó sẽ được chi cho các vấn đề gì? Tỉnh cam kết sẽ bỏ tồn động phẫu thuật. Khoảng 21,6 triệu đô la sẽ được sử dụng để giảm danh sách chờ phẫu thuật. Chính quyền tỉnh đã đặt mục tiêu loại bỏ tình trạng tồn động phẫu thuật vào cuối tháng 3 năm 2025. Điều thứ hai là 11 giường ICU được bổ sung trên toàn tỉnh chính phủ sẽ chi 12,5 triệu đô la để hỗ trợ năm đầu tiên của chiến lược kéo dài nhiều năm nhằm bổ sung thêm 31 giường đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU trên khắp Saskatchewan. Năm 2022, 11 giường ICU sẽ được bổ sung vào hệ thống của tỉnh để có tổng cộng 90 giường ICU. Đây là bước đầu tiên trong mục tiêu 110 giường ICU của chính phủ. Ngoài ra thì 3 triệu đô la sẽ tài trợ cho 10 giường bệnh cao cấp tại bệnh viện đa khoa Regina chính phủ cho biết những giường này sẽ được sử dụng để giảm nhu cầu đối với ICU cũng như cải thiện lưu lượng bệnh nhân. Một kế tiếp đó là EMS ở vùng nông thôn và những vùng sau vùng xa của Saskatchewan sẽ được tăng vốn. Gần 11 triệu đô la sẽ được dành cho các dịch vụ khẩn cấp EMS để hỗ trợ thêm nhân viên y tế, xe cứu thương và tài trợ cho 27 cộng đồng trên toàn tỉnh. Thêm quỹ để tuyển dụng và giữ chân nhân viên chăm sóc sức khỏe chính phủ của đảng Saskatchewan đang chi 3,5 triệu đô la để thu hút và giữ chân các chuyên gia và các bác sĩ bằng cách tăng lượng vị trí đào tạo nội trú chuyên khoa và y học gia đình cũng như mở rộng số lượng tuyển sinh cho chương trình đánh giá thực hành bác sĩ quốc tế Saskatchewan, gọi tắt là SIPPA. Quỹ điều trị, chứng nghiện ngập và sức khỏe tâm thần sẽ nhận được mức tăng 9,5 triệu đô la. Chính quyền tỉnh sẽ phân bổ 9,5 triệu đô la trong năm 2022-2023 cho sức khỏe tâm thần Việt và chứng nghiện, chính phủ cho biết khoản này bao gồm 8 triệu đô la cho các sáng kiến mục tiêu nhằm cải thiện dịch vụ và hỗ trợ. Cơ quan ung thư Saskatchewan nhận được ngân sách lớn nhất từ trước đến nay. Chính quyền tỉnh đang cung cấp 15,8 triệu đô la trong ngân sách 2022-2023 cho cơ quan ung thư Saskatchewan (SCA) tăng 7,7%. Khoản tài trợ sẽ được dùng để cải thiện các phương pháp điều trị, dịch vụ và nguồn lực cho bệnh nhân ung thư với mục tiêu đạt được kết quả tốt hơn. Với 219,8 triệu đô la, đây là ngân sách lớn nhất từ trước đến nay của SCA. Số tiền này cũng sẽ được dùng cho các liệu pháp và điều trị bằng thuốc, cũng như mở rộng chương trình cấy ghép tủy xương để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Trong khi đó, thì tỉnh Saskatchewan dự đoán thâm hụt 463 triệu đô la. Bộ trưởng Tài chính của tỉnh Saskatchewan là Donna Harpower cho biết, tỉnh này đang đi đúng hướng dự báo thâm hụt 463 triệu đô la cho năm 2022-2023. Dự báo này khác xa so với dự báo thâm hụt 2,6 tỷ đô la từ năm 2021 đến 2022 nó cũng thấp hơn so với dự báo thâm hụt 1,7 tỷ đô la của năm ngoái cho giai đoạn năm 2022-2023. Bộ trưởng Tài chính cho biết bà đang bám sát kế hoạch để trở lại trạng thái cân bằng vào năm 2026 đến 2027. Doanh thu của tỉnh dự kiến sẽ tăng do nhu cầu cao về kali, tức là potash và dầu. Chính phủ đang dự kiến 2,9 tỷ đô la doanh thu là từ các nguồn tài nguyên không tái tạo, tăng từ 1,6 tỷ đô la năm ngoái doanh thu tổng thể được dự báo là 17,2 tỷ đô la, tăng 2,7 tỷ đô la so với năm ngoái. Bà Harper cho biết hôm thứ tư, tình hình diễn biến ở Ukraine và sự gia tăng lạm phát sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nhìn chung thì bà Harper nói với các phóng viên rằng, các cuộc thảo luận về ngân sách dễ chịu hơn nhiều vì điều kiện kinh tế Một người mẹ ở thành phố Montreal đã bị yêu cầu rời khỏi trung tâm mua sắm Eaton vì cho con bú. Một người mẹ ở Montreal cho biết, cô đã rất kinh hoàng và xấu hổ sau khi bị một nhân viên bảo vệ tại trung tâm mua sắm Eaton ở Montreal yêu cầu ngừng cho con trai sơ sinh bú nếu không cô sẽ phải rời khỏi cơ sở. Isabel Cote nói rằng, cô ấy đã ở Eaton vào tuần trước và con cô bị đói nên cô đã ngồi xuống một chiếc ghế dài để cho con ăn. Cô kể lại, nhân viên an ninh đến gặp tôi và nói với tôi rằng tôi không được phép cho con bú tại địa điểm này, tôi không được phép cho con bú nơi công cộng. Tôi đã hỏi cô ấy tại sao và sau đó cô ấy đã trả lời. Bởi vì đó là một hành động riêng tư và đó là điều mà tôi không nên làm ở nơi công cộng. Cô Cote là cụ luật sư và hiện đang là bác sĩ tâm thần tại Đại học McGill. Cô cho biết, cô đã yêu cầu được nói chuyện với một người giám sát. Những nhân viên này lại nhắc lại lời nhắn, làm ơn hãy dừng lại và vào phòng cho con bú hoặc là rời khỏi cơ sở. Cô, cô Tê nói, vấn đề vẫn còn phức tạp đúng không? Bạn hiểu là khi đứa trẻ đói, nó đói ngay lúc đó và nếu bạn dừng lại giữa bữa ăn của nó, nó sẽ rất khó chịu. Nó sẽ khóc và điều đó sẽ gây ra một đống hỗn loạn và tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Cô Cote nói rằng thật đáng sợ khi có hai người nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy cho con mình ăn. Vì vậy cô ấy đã thu dọn đồ đạc của mình và rời đi nhanh nhất có thể. Người bạn đời của cô ấy là Wen Choi nói rằng anh ấy đã rất sửng sốt khi nghe những gì đã xảy ra. Giám đốc tài sản của Eaton Center, công ty JLL khẳng định vụ việc là một trường hợp cá biệt và cho biết họ đã nói chuyện với nhân viên hành chính và hỗ trợ của mình để nhắc lại các chính sách của mình về việc cho con bú ở các khu vực chung. Malicia Holt là giám đốc JLL cho biết, Eaton khuyến khích việc cho con bú ở tất cả các khu vực chung của nó, theo quy định của Hiến chương quyền và tự do của tỉnh Quebec và Canada. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để bảo đảm rằng tình huống như vậy không xảy ra nữa. JLL cũng lưu ý rằng trung tâm mua sắm cũng cung cấp các phòng cho con bú riêng dành cho những người thích cho con bú ở một nơi yên tĩnh hơn. Cũng vì sự việc này mà một nhóm các bà mẹ ở Montreal đã tổ chức buổi cho con bú tại trung tâm mua sắm, dự kiến diễn ra lúc 2 giờ chiều vào ngày Chủ nhật. Theo cô Cote, các quan chức của trung tâm Eaton đã biết về sự kiện này và đã đề nghị hỗ trợ các bà mẹ tham gia. Jessie Lee, người đã kiện đoàn xe tự do, được trao giải thưởng người xây dựng thành phố. Cô Jessie Lee đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của cư dân Ottawa đối với đoàn xe tự do. Chính vì vậy, cô đã được công nhận tại tòa thị chính vì sự lãnh đạo của cô. Cô Lee, 21 tuổi, đã được trao giải thưởng người xây dựng thành phố của thị trưởng tại cuộc họp hội đồng hôm thứ Tư vì vai trò của cô ấy trong việc giúp làm im lặng tiếng còi của xe tải Tình trạng này đã kéo dài trong suốt 3 tuần, chiếm đóng đã làm rung chuyển nhiều cư dân ở Central Town. Thị trưởng Jim Watson nói trong buổi trao giải, với việc chính quyền các cấp bị tê liệt và không thể kết thúc cuộc chiếm đóng một cách hòa bình và nhanh chóng, cô Ly đã đứng lên và hành động khi người dân cần nhất. Giải thưởng được trao cho những người thể hiện cam kết đặc biệt trong việc biến thành phố của chúng ta trở thành một nơi tốt hơn hôm nay và cho tương lai thành phố cho biết trong một thông cáo báo chí. Trong một bài phát biểu nhận giải ngắn, cô Lee đã cảm ơn thành phố và thừa nhận tháng 2 là một tháng khó khăn đối với người dân Ottawa nói chung, ngay cả đối với những cư dân không bị ảnh hưởng trực tiếp. Cô ấy đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt sau nhận xét của mình. Cô Lee là nguyên đơn chính trong một vụ kiện tập thể được đề xuất bởi cư dân Central Town chống lại những người tổ chức và các nhà tài trợ cho cuộc biểu tình của tài xế xe tải là một phần của hành động pháp lý, cô Lee đã giúp bảo đảm một lệnh cấm còi xe tải trong trung tâm thành phố. Nhiều nhà quan sát ca ngợi cô vì đã dẫn đầu hành động chống lại cuộc biểu tình, thứ mà dường như đã làm tê liệt các thể chế công dân. Cô cũng đã bị lăng mạ và chửi bới trực tuyến vì vụ kiện đó. Vụ kiện tập thể được đề xuất cũng đã tăng lên hơn 300 triệu đô la. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính tới tối ngày 23 tháng 3, Canada báo cáo có thêm 5.690 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.420.292 và có thêm 2.921 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay thì có 126.176 ca còn bệnh, có thêm 46 ca tử vong và nâng tổng số ca tử vong lên 37.286 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 81,9 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,6 triệu người hay là hơn 85,4% dân số đã được ít nhất là tiêm một liều và trên 81,3% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 89,8% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,5% đã tiêm hai liều. Hơn 18 triệu liều phát sinh mỗi thứ ba đã được tiêm tỉnh Ontario đã báo cáo có thêm 13 ca tử vong liên quan tới COVID-19 cùng với 2.149 ca nhiễm mới. Tỉnh Quebec đã báo cáo có 2.111 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tỉnh BC 269 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Manitoba báo cáo có 137 ca bệnh mới cùng với 4 ca tử vong. Tại tỉnh Alberta có 501 ca bệnh mới và 21 ca tử vong giữa những ngày từ 18 cho tới 21 tháng 3 tại Newfoundland và Labrador đã công bố có 419 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Yukon có 21 ca bệnh mới và NWT thì có 101 ca bệnh mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Tròn một tháng giao tranh Ukraine với Nga, Kiev vẫn không ngừng bị bắn phá và Tổng thống Zelensky kêu gọi thế giới ủng hộ cho Ukraine. Trung Quốc ủng hộ Nga tại nhóm G20. Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ hai từ máy bay phản lực bị rơi mà không có người sống sót. Moderna đã yêu cầu FDA phê duyệt vaccine phòng COVID-19 liều thấp hơn cho trẻ em dưới 6 tuổi hãng xe Ford thu hồi gần 215.000 xe vì bị rò rỉ dầu thắng. Quần đảo Azores của Bồ Đào Nha cảnh giác trước nguy cơ động đất mạnh và núi lửa phun trào khi mà hòn đảo tiếp tục rung chuyển. Hàn Quốc chạm mốc 10 triệu ca mắc Covid-19 trong khi các lò hỏa tán và nhà tang lễ quá tải. Ashley Barty thông báo giả tư sự nghiệp quân vật chuyên nghiệp. Việt Nam Airlines tạm dừng các chuyến bay thường lệ tới Nga từ ngày 25 tháng 3. Ngân hàng số mẹ đầu tiên của Hà Nội bắt đầu hoạt động. Sau đây Hoàng Anh sẽ cập nhật về tình hình tại Nga và Ukraine sau khi cuộc chiến tranh đã kéo dài một tháng. Tròn một tháng giao tranh của Nga và Ukraine, Kyiv vẫn không ngừng bị bắn phá. Tổng thống Zelensky kêu gọi thế giới ủng hộ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã kêu gọi mọi người trên thế giới thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của tháng xâm lược thứ hai của Nga trên đất nước ông. Trong bài phát biểu với người dân của mình vào cuối ngày thứ tư, ông Zelensky cũng kêu gọi cơ quan NATO cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả và không hạn chế cho Ukraine, bao gồm bất kỳ vũ khí nào mà nước này cần để chống lại cuộc xâm lược. Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào thứ năm sau đây là một số tóm tắt nhanh theo các cơ quan tình báo phương tây quân đội nga đang ngày càng mất tinh thần và có nguy cơ bị bao vây ở các vùng ngoại ô kiev thị trưởng kiev cho biết gần như toàn bộ urbin nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây đã trở lại trong tay người ukraine các lực lượng Nga đang tiếp tục bắn phá và phong tỏa thành phố cảng phía nam Mariupol, nơi cư dân đã cạn kiệt nước và lương thực. Và ước tính khoảng 90% các tòa nhà của thành phố đã bị hư hại hoặc là phá hủy. Bom tiếp tục rơi ở các thành phố trên khắp đất nước, bao gồm Kyiv, Cherniv và Kharkiv. Sau khi nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky vào thứ Tư, Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson sẽ cam kết vào thứ Năm cung cấp cho Ukraine thêm 6.000 tên lửa. Trước đó, thì Thụy Điển thông báo đang cung cấp 5.000 tên lửa chống xe tăng cho Ukraine. Tổng thống Putin nói với các bộ trưởng rằng, việc bán khí đốt cho các quốc gia gọi là không thân thiện sẽ yêu cầu thực hiện bằng đồng rúp của Nga, gây bất ổn cho thị trường năng lượng. Những lời chia buồn đang tràn ngập cho Oksana Polina là một nhà hoạt động đối lập và là nhà báo người Nga đã thiệt mạng vì pháo kích của lực lượng Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine. Trong diễn biến mới nhất giao tranh giữa Nga và Ukraine, thủ đô Kiev vẫn đang bị bắn phá. Các trận pháo kích lại làm rung chuyển thành phố thủ đô hôm thứ Tư, với các tên lửa lao vào một trung tâm mua sắm và các tòa nhà cao tầng ở các quận Sovyatushinskaya và Shevchenkivskaya. Các quan chức thành phố cho biết sự tàn phá là rất lớn và các đám cháy sau đó đã làm 4 người dân bị thương. Thị trưởng của Kiev cho biết cuộc bắn phá của Nga đã giết chết 264 thường dân ở thủ đô, trong đó có 4 trẻ em. Các lực lượng Nga cũng ném bom ở Sniz ở miền Bắc Ukraine hôm thứ tư, phá hủy một cây cầu rất quan trọng cho việc di tản và phân phát viện trợ. Tại Mariupol, tổng thống Zelensky gọi những gì đang xảy ra ở Mariupol là vô nhân đạo. Mariupol là một thành phố cảng chiến lược trên biển Azov đã trở thành biểu tượng sống động cho sự tàn phá mang rợ của chiến tranh. Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 100.000 người dân của Mariupol vẫn đang bị mắc kẹt trong thành phố. Họ đang phải chịu đựng bắn phá không ngừng của Nga từ biển và bầu trời, cũng như phải vật lộn để tồn tại mà không có nhiệt, không có thức ăn hoặc là nước sạch. Ông Zelensky cáo buộc rằng Nga đã bắt giữ một đoàn xe nhân đạo đang cố gắng lấy thực phẩm và đồ tiếp tế cho người dân. Phó Thủ tướng Ukraine cho biết 11 tài xế xe bus và 4 nhân viên cứu hộ đang bị giam giữ. Tại thành phố biển Odessa, nơi được mọi người ưu ái gọi là hòn ngọc của biển đen, các nhạc công đường phố chơi dưới bầu trời không có mây khi mọi người chạy tán loạn. Odessa cho đến nay đã được tránh khỏi những cuộc tấn công tồi tệ nhất của Nga như một cuộc tấn công lớn vào thành phố cảng lớn nhất của Ukraine dường như không thể tránh khỏi. Sự lo lắng ngày càng lớn, các đường phố chất đầy bao cát và rào trắng, những gia đình rơi nước mắt vẫy tay chào tạm biệt những người thân yêu tại ga tàu. Một số tình hình mới về mặt ngoại giao. Tổng thống Zelensky hôm thứ năm đã kêu gọi mọi người trên khắp thế giới hãy đến quán trường của bạn, đường phố của bạn để sát cánh cùng với Ukraine và chống lại cuộc chiến của Nga đã kéo dài được một tháng. Trong bài phát biểu hàng đêm với người dân, ông Zelensky đã kêu gọi mọi người hãy thể hiện rõ ràng sự ủng hộ của họ đối với Ukraine và rằng cuộc chiến đã làm tan nát trái tim của tôi, trái tim của tất cả người dân Ukraine và mọi người tự do trên hành tinh. Và đồng thời, ông cũng kêu gọi NATO hãy hỗ trợ hiệu quả và không hạn chế cho Ukraine, bao gồm bất kỳ loại vũ khí nào mà nước này cần để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó thì ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Mỹ đã chính thức xác nhận rằng Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine sau khi xem xét cẩn thận các nguồn tin công khai và tình báo. Ông Blinken cho biết Mỹ sẽ làm việc với những bên khác để truy tố những kẻ vi phạm tòa án hình sự quốc tế đang điều tra vụ việc. Về kế hoạch quân sự của Nga, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm thứ Tư cho biết các lực lượng mặt đất của Nga dường như là đang thiết lập các vị trí phòng thủ khoảng 15 cho tới 20 km ở bên ngoài Kiev, trong khi họ tiếp tục tiến rất ít hoặc là không tiến về trung tâm thành phố. Quan chức giấu tên cho biết có vẻ như là các lực lượng Nga không còn cố gắng tiến vào Kiev, thay vào đó thì họ đang chuyển các ưu tiên sang khu vực Donbass trong đó có thể là một nỗ lực nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine tiến về phía Tây để bảo vệ các thành phố khác. Trong một dấu hiệu đáng ngại cho thấy, Moscow có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Một quan chức cấp cao của Nga cho biết kho vũ khí hạt nhân của nước này sẽ giúp ngăn chặn phương Tây can thiệp vào Ukraine. Liên quan tới số thương vong của Nga và Ukraine, Liên Hợp Quốc cho biết đã có hơn 3,5 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã phải chạy khỏi Ukraine trong tháng qua kể từ khi xe tăng lăn bánh qua biên giới và Moscow bắt đầu không ngừng bắn phá các thị trấn và thành phố. Hôm thứ Tư, NATO ước tính đã có 7.000 cho tới 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Ước tính công khai đầu tiên của Liên minh về thương vong của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Vào ngày 2 tháng 3, Nga cho biết có gần 500 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương. Con số gần đây nhất về tổn thất quân sự của Ukraine đến từ Zelensky vào ngày 12 tháng 3 khi ông nói rằng có khoảng 1.300 binh sĩ của Ukraine đã thiệt mạng. Trong cuộc chiến Nga và Ukraine, quân đội Nga tổn thất sĩ quan cao cấp ở Ukraine. Theo Reuters, vào ngày 23 tháng 3, Nga tổ chức tang lễ cho phó chỉ huy hạm đội biển đen của họ. Hôm thứ Tư, trên vùng đất họ sáp nhập là Crimea. Theo Ukraine, sự kiện nằm trong chuỗi thương vong sĩ quan cấp cao của quân đội Nga từ khi Moscow xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Hôm Chủ nhật, Cố vấn Tổng thống Ukraine là Mikhailo Podolyak đã nêu tên 6 tướng lĩnh Nga mà ông cho là đã bị giết ở Ukraine cùng với hàng chục đại tá và các sĩ quan khác. Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận bất kỳ thương vong nào trong số đó. Cơ quan này vẫn giữ nguyên con số thương vong của binh lính từ hôm 2 tháng 3, một tuần sau khi khai chiến. Lúc đó họ nói rằng chỉ có 498 binh sĩ của họ đã chết. Ukraine đưa ra con số là 15.600. Reuters không thể độc lập xác minh hầu hết các tuyên bố của Ukraine, nhưng một số đã được xác nhận từ các nguồn tin của Nga. Chính quyền địa phương cảng Novorossiysk ở miền Nam nước Nga đã xác nhận cái chết của thiếu tướng Andrei Sukovsky vào ngày 28 tháng 2, công bố trên trang web của họ. Thông báo cho biết ông ta đã phục vụ ở Syria, Bắc Caucasus và Abkhazia. Hôm thứ tư tại thành phố Sevastopol của Crimea, hàng trăm người đã tham dự lễ tang với nghi thức tiễn đưa bằng súng dành cho ông Andrei Pali, đại tá, phó chỉ huy hạm đội biển đen của Nga. Conrad Buzika là giám đốc công ty tư vấn Rochand, trụ sở tại Ba Lan cho biết ước tính của ukraine về thương vong của hàng ngũ cấp cao nga là có lý nhưng khó xác minh và thực tế có lẽ ít hơn ngay cả khi chỉ nói hai vị tướng đó là một vấn đề lớn ông nói không chỉ nói về các tướng lĩnh chúng ta còn đang nói về các đại tá những người cũng giữ vị trí cao ông cho biết những thương vong như vậy cho thấy nga không nắm được vị trí pháo binh của ukraine và ukraine đang thành công trong việc xác định chính xác vị trí của các sĩ quan cấp cao của Nga có thể thông qua tín hiệu điện thoại di động của họ. Quá nhiều đại tá, quá ít hạ sĩ quan. Một quan chức ngoại giao cấp cao ở Moscow nói với Reuters rằng, với tôi, quan trọng là số thương vong nặng nề được báo cáo từ cấp đại tá trở lên, xương sống của quân đội Nga, không chỉ các tướng lĩnh. Nhà ngoại giao cho biết, quân đội Nga là tổ chức quyền lực rất tập trung và có thứ bậc và thiếu sự trao quyền cho các sĩ quan cấp dưới theo kiểu phương tây có quá nhiều đại tá quá ít hạ sĩ vì vậy những gì xảy ra cần được giải quyết ở phương tây sẽ được quyết định ở các cấp thấp hơn nhiều nguồn tin này cho biết nhà ngoại giao nói rằng cấu trúc thứ bậc làm các sĩ quan cấp cao phải có mặt ở tiền tuyến để giải quyết vấn đề hoặc là củng cố lực lượng khiến họ dễ bị tấn công việc kiểm soát và chỉ huy tập trung thiếu sự phân tán và thông tin liên lạc thiếu an toàn cũng đặt họ ở những vị trí mà các máy bay không người lái của Ukraine có thể nhận dạng và bắt được họ. Nhà ngoại giao nói khi đề cập đến các máy bay không người lái. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Gần 10 triệu người phải di tản và làm giấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ. Nga nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt của họ là cần thiết vì Hoa Kỳ dùng Ukraine để đe dọa Nga và Moscow phải chống lại cuộc diệt chủng của những người Ukraine nói tiếng Nga. Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố đó. Trung Quốc ủng hộ Nga ở lại nhóm G20 Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tiếp theo ở Indonesia vào cuối năm nay. Trong khi Nga nhận được sự ủng hộ quý giá từ Bắc Kinh về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh này, một số thành viên cho rằng Nga có thể bị cấm tham gia nhóm G20. Theo bản tin đánh đi từ roi thời thì các nguồn tin tham gia cuộc thảo luận cho biết, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đang đánh giá xem liệu Nga có nên tiếp tục nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn sau cuộc xâm lược ở Ukraine hay không. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào nhằm loại trừ Nga có thể sẽ bị các nước khác trong nhóm phủ quyết và làm giấy lên viễn cảnh một số quốc gia sẽ bỏ qua cuộc họp của nhóm G20 đại sứ Nga Lyudmila Vorobieva tại Indonesia cho biết, ông Putin dự định sẽ đến đảo Bali nghỉ dưỡng của Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11. Trung Quốc hôm thứ Tư đã bảo vệ cho Moscow và gọi Nga là một thành viên quan trọng của nhóm G20. Người phát ngôn ngoại giao của Trung Quốc cho biết G20 là một nhóm cần tìm câu trả lời cho các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 vì mà Nga tham gia nhóm G20 gần như chắc chắn sẽ được thảo luận vào ngày thứ Năm khi mà Tổng thống Biden sẽ gặp các đồng minh của Hoa Kỳ tại Brussels. Indonesia là quốc gia hiện đang giữ ghế chủ tịch luân phiên nhóm G20. Bộ Ngoại giao Indonesia đã từ chối bình luận về lời kêu gọi loại Nga khỏi nhóm G20. Ông Dudi Waluyo, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia hôm thứ Hai cho biết quan điểm của Jakarta là một trong những quan điểm có tính trung lập và họ sẽ sử dụng quyền lãnh đạo nhóm J20 của mình để cố gắng giải quyết các vấn đề. Mặc dù vậy, ông Waluyo cho rằng Nga đã có được sự cam kết mạnh mẽ để tham dự hội nghị thượng đỉnh và các thành viên khác không thể cấm họ làm điều đó. Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ hai từ máy bay phản lực bị rơi các đội phục hồi tìm kiếm đã tìm được hộp đen thứ hai từ chiếc máy bay chở 132 người gặp nạn khi mà lao xuống sườn núi của hãng China Eastern Airlines. Theo một quan chức của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc gọi tắt là CAAC, nói với phóng viên rằng một hộp đen đầu tiên được tìm thấy hôm thứ Tư là máy ghi âm buồng lái dựa trên đánh giá ban đầu. Thì các dữ liệu ghi âm dường như vẫn còn tương đối hoàn chỉnh sau vụ tai nạn và nó đang được gửi đến Bắc Kinh để phân tích. Máy ghi âm trong buồng lái sẽ cung cấp cho các nhà điều tra thông tin chi tiết về cuộc liên lạc giữa ba phi công của chuyến bay trên chiếc Boeing 737-800. Chuyến bay MU-5735 của hãng China Eastern Airlines đang trên đường từ phía nam của thành phố Côn Minh đến Quảng Châu. Trên bờ biển hôm thứ Hai thì máy bay bất ngờ lao xuống gần như là thẳng đứng xuống sườn núi ở khu vực Quảng Tây, miền nam của Trung Quốc. Theo các chuyên gia nhận định, còn quá sớm để xác nhận nguyên nhân của vụ tai nạn, bởi những sự việc như vậy thường liên quan tới nhiều yếu tố. Một quan chức của China Eastern Airlines cho biết, cơ trưởng của chuyến bay đã có 6.709 giờ bay, trong khi cơ phó thứ nhất đã có nhiều kinh nghiệm hơn là 31.769 giờ bay và cơ phó thứ hai là có 556 giờ bay. Danh tính của các phi công trên chuyến bay đã không được tiết lộ. Các con đường dẫn tới khu vực xảy ra vụ tai nạn vẫn còn đóng cửa, chỉ có dân làng và những người được cảnh sát hoặc là quan chức cho phép đi vào các trạm kiểm soát tạm thời. Cuộc điều tra vụ tai nạn đang được dẫn đầu bởi Trung Quốc, nhưng mà Hoa Kỳ được mời tham gia về chiếc máy bay được thiết kế và sản xuất tại Hoa Kỳ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hôm thứ tư cho biết họ vẫn chưa xác định liệu các nhà điều tra có đi đến Trung Quốc hay không vì các yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực và kiểm dịch. Moderna yêu cầu FDA phê duyệt vắc xin phòng Covid liều thấp hơn cho trẻ em dưới 6 tuổi. Một loại vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cuối cùng cũng sắp được tung ra thị trường sau khi dữ liệu được Moderna công bố hôm thứ tư cho thấy loại vắc xin này an toàn và hiệu quả ở trẻ em từ 6 tháng cho tới 6 tuổi. Nhà sản xuất phát sinh cho biết họ dự định yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ trong những tuần tới. Và đồng thời, Moderna cũng đã để trình giấy phép sử dụng khẩn cấp để được phê duyệt phát sinh cho trẻ em từ 6 cho tới 11 tuổi. Trong khi các cơ quan quản lý ở Canada và châu Âu và các nơi khác gần đây đã mở rộng tiêm chủng Moderna cho trẻ em dưới 6 tuổi, thì Hoa Kỳ đã giới hạn vắc-xin chỉ sử dụng đối với người lớn. Tình trạng viêm tim đôi khi xảy ra ở thanh thiếu niên và thanh niên, chủ yếu là nam giới sau khi tiêm vaccine của Moderna hoặc là Pfizer. Moderna đang được giám sát kỹ lưỡng hơn bởi vì những mũi tiêm vắc vaccine của họ có liều lượng cao hơn nhiều so với Pfizer. Tuy nhiên, thì các bậc cha mẹ và bác sĩ nhi khoa đang thúc giục FDA hãy hoàn thành đánh giá này và nhanh chóng xem xét dữ liệu mới được công bố của Moderna để tất cả các nhóm tuổi cuối cùng đều có thể tiếp cận với vaccine COVID-19. hãng Sephora thu hồi gần 215.000 sản phẩm vì rò rỉ dầu phanh thắng. Hãng Sephora đang thu hồi gần 215.000 xe bán tải và xe SUV cỡ lớn ở Mỹ và Canada vì dầu phanh thắng có thể bị rò rỉ khiến quãng đường dừng xe dài hơn. Được thu hồi bao gồm xe bán tải, pickup truck F-150 từ năm 2016 đến năm 2018, cũng như các mẫu SUV Ford Expedition và Lincoln Navigator từ năm 2016 và 2017. Tất cả đều có động cơ 6 máy turbocharged 6-cylinder engine. Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ cho biết trong các tài liệu được công bố vào hôm thứ ba rằng chất lỏng có thể rò rỉ từ trụ chính của phanh thắng. Điều đó có thể làm tăng hành trình của bàn đạp phanh, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn và khoảng cách dừng dài hơn. Các đại lý xe sẽ thay thế trụ cylinder chính và bộ trợ lực phanh thắng trước nếu cần. Chủ sở hữu sẽ được thông báo qua thư bắt đầu từ ngày 25 tháng 4. Đây là lần thứ ba Ford yêu cầu thu hồi sản phẩm của mình cho cùng một vấn đề. Công ty đã thu hồi những chiếc pick-up truck F-150 vào năm 2016 và 2020. Ford cũng cho biết trong các tài liệu rằng họ đã được biết về 4 vụ va chạm ở tốc độ thấp nhưng không có thương tích nào xảy ra. Quần đảo Azores của Bồ Đào Nha cảnh giác trước nguy cơ động đất mạnh và núi lửa phun trào khi hòn đảo tiếp tục rung chuyển. Các chuyên gia cho biết một loạt các trận động đất nhỏ xảy ra trong 3 ngày qua tại một hòn đảo ở giữa Đài Tây Dương của Bồ Đào Nha có thể gây ra một cơn chấn động mạnh hơn hoặc là gây ra một vụ phun trào núi lửa khi các nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên đến đó du lịch. Theo ông Rui Marks, người đứng đầu trung tâm giám sát núi lửa địa chấn Sivisa của khu vực, cho biết số lượng trận động đất được ghi nhận trên đảo núi lửa South George thuộc quần đảo Azores kể từ chiều thứ Bảy đã tăng lên khoảng 1.800 trận so với con số là 1.329 trước đó. Chỉ có 94 trong số 1.800 trận động đất với cường độ từ 1,7 đến 3,3 được ghi nhận cho đến nay đã được người dân cảm nhận được. South George là một trong chín hòn đảo tạo nên Azores, là nơi sinh sống của khoảng 8.400 người và là một phần của nhóm trung tâm của quần đảo, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng, Faial và Pico, những nơi cũng có núi lửa. Một loạt các trận động đất nhỏ đã được báo cáo dọc theo khan nứt núi lửa Manadas của hòn đảo. Cho đến nay thì các sự kiện đó vẫn chưa gây ra thiệt hại nào. Ông Mark đã kêu gọi cư dân cảnh giác mặc dù ông nói rằng các trận động đất có nguồn gốc kiến tạo, đề cập đến chuyển động của các mảng kiến tạo của trái đất, chứ không phải là núi lửa. Liên quan đến dịch COVID-19, Hàn Quốc chạm mốc 10 triệu ca mắc COVID-19 khi các lò hỏa tán và nhà tang lễ quá tải. Các nhà chức trách Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết tổng số ca nhiễm coronavirus của Hàn Quốc đã lên tới mức 10 triệu người tương đương gần 20% dân số của đất nước, khi các ca bệnh nặng và tử vong ngày càng gia tăng, khiến các lò hỏa táng và nhà tăng lễ trên cả nước trở nên căng thẳng. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 490.881 ca mắc Covid-19 vào thứ ba, là mức cao thứ hai hàng ngày sau khi đạt đỉnh 621.205 ca vào ngày 16 tháng 3. Tổng số ca bệnh đã tăng lên 10.427.247 người với 13.432 trường hợp tử vong. Tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ được ghi nhận ở những nơi khác vì gần 87% trong số 52 triệu cư dân đã được tiêm chủng đầy đủ và 63% đã được tiêm nhắc lại. Nhưng số người chết đã tăng gần gấp đôi chỉ trong khoảng 6 tuần với số người chết hàng ngày đã lên đến đỉnh điểm là 429 người vào thứ Sáu tuần trước. Số bệnh nhân bị nặng đã ở mức trên 1.000 ca trong hai tuần qua, nhưng có thể sẽ lên đến 2.000 ca vào đầu tháng Tư. Khoảng 64,4% số giường trong phòng chăm sóc đặc biệt đã được lắp đầy vào thứ Tư. Các nhà chức trách đã tăng công suất hỏa táng từ khoảng 1.000 người lên 1.400 người mỗi ngày, bắt đầu từ tuần trước. Tuy nhiên một lượng lớn thi thể còn tồn động và phải chờ đợi lâu vẫn tiếp tục được báo cáo tại khu vực đông dân cư, đông đúc của CEO. Ashley Party thông báo giả từ sự nghiệp quân vật chuyên nghiệp Tai vật nữ số một thế giới Ashley Party đã gây chấn động giới quân vật khi mà tuyên bố giả từ môn thể thao này sau khi cô đã giành được 3 danh hiệu đơn lớn trong 3 năm qua. Tay vợt 25 tuổi người Úc cho biết trong phần chú thích của một video được đăng tải trên Instagram hôm thứ Tư rằng hôm nay thật khó khăn và tràn đầy cảm xúc khi tôi tuyên bố giả từ quần vợt. Bà Thi nói thêm rằng cô đã suy nghĩ về việc giải nghệ trong một thời gian dài và quyết định này được củng cố sau khi cô đã vô địch Wimbledon vào năm ngoái và vô địch giải Úc mở rộng trong năm nay. Những chiến thắng đó là cách hoàn hảo để kỷ niệm một chặng đường đáng kinh ngạc trong sự nghiệp quần vợt của tôi. Bà chia sẻ trong một video và cô xuất hiện cùng với cụ tai vợt chuyên nghiệp người Úc là Casey Delacroix. Hiệp hội quân vật nữ WTA đã xác nhận thông tin giải nghệ của Pati trong một thông cáo báo chí. Người đứng đầu của Liên Hợp Quốc kêu gọi một hệ thống cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt cho tất cả mọi người trên trái đất. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết tất cả mọi người trên hành tinh cần được trang bị một hệ thống sớm cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và các thảm họa liên quan tới khí hậu trong vòng 5 năm. Khoảng 1 phần 3 số người trên thế giới hiện không được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo sớm, nhưng mà ở châu Phi thì vấn đề càng lớn hơn, với khoảng 6 trong số 10 người thiếu các cảnh báo như vậy. Khi mà sự phân hóa khí hậu diễn ra, nhiều người có khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, bao gồm lũ quét, sóng nhiệt, các cơn bão dữ dội hơn và nước dần do bão ven biển càng trở nên tồi tệ hơn do mực nước biển dâng cao người đứng đầu liên hợp quốc nói sự phá vỡ khí hậu do con người gây ra hiện đang gây hại cho mọi khu vực báo cáo gần đây nhất của ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu nêu chi tiết những đau khổ đã và đang xảy ra mỗi đợt gia tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ làm tăng thêm tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt theo ước tính của Liên hợp quốc, việc bảo đảm cho dân số toàn cầu được bao phủ bởi những cảnh báo như vậy sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 tỷ đô la trong vòng 5 năm. Liên hợp quốc hy vọng một số nguồn tài trợ sẽ đến từ Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác, và từ viện trợ phát triển từ các nước giàu có, và đang tìm kiếm sự đóng góp của khu vực tư nhân, chẳng hạn như từ các công ty công nghệ có chuyên môn trong việc cung cấp dữ liệu Ông Guterres cũng đã yêu cầu tổ chức khí tượng thế giới dẫn đầu nỗ lực để bảo đảm cho tất cả mọi người đều được bao phủ bởi một hệ thống cảnh báo sớm. Ông đã kêu gọi một kế hoạch làm thế nào để hoàn thành mục tiêu sẽ được đưa đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc tiếp theo COP27 sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11. Tiếp cận với cảnh báo sớm, thậm chí chỉ trong 24 giờ có thể làm giảm khoảng 1 phần 3 thiệt hại do bão Lợi ích kinh tế của các cảnh báo sớm cũng rất cao. Một báo cáo vào năm 2019 của Ủy ban toàn cầu cho thấy rằng 800 triệu đô la đầu tư để tránh thiệt hại do thiệt hại liên quan tới khí hậu có thể giúp làm giảm thiệt hại từ 3 tỷ đô la cho tới 16 tỷ đô la. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Nhà hoạt động Việt Nam bị bỏ tù 5 năm vì hành vi chống nhà nước. Hôm thứ tư, một tòa án Việt Nam đã bỏ tù 5 năm đối với một nhà bình luận xã hội nổi tiếng vì các hoạt động chống nhà nước. Ông là một trong hàng chục nhà hoạt động mà nhóm nhân quyền cho rằng họ đang bị đàn áp vì chỉ trích chính phủ. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết rằng ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, đã bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài giờ theo truyền thông nhà nước đưa tin thì ông Dũng bị cáo buộc đã làm và đăng tải lên mạng 12 video để bôi nhỏ chính quyền, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Dũng, người được gọi là Lê Dũng Vô Va, thường xuyên phát trực tiếp cho hàng ngàn người theo dõi trên Facebook và Youtube trước khi bị bắt vào tháng 6 năm ngoái. Ông Dũng đã không nhận tội tại phiên tòa và sẽ kháng cáo bản án, luật sư của ông cho biết. Vào tuần trước thì Việt Nam đã phản đối việc Hoa Kỳ trao giải thưởng vì lòng dũng cảm cho một nhà văn bất đồng chứng kiến. Người đã bị bỏ tù 9 năm vào năm ngoái vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Bộ Ngoại giao đã mô tả giải thưởng cho nhà văn đó là thiếu khách quan và không phù hợp. Trước phiên xét xử hôm thứ Tư, Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Phil Robertson cho biết Việt Nam nên bỏ các cáo buộc đối với ông Dũng. Và ông nói các nhà tài trợ quốc tế và đối tác thương mại của Việt Nam nên thúc ép Hà Nội lắng nghe những ý kiến chỉ trích thay vì đàn áp họ. Việt Nam Airlines tạm dừng các chuyến bay thường lệ đến Nga từ ngày 25 tháng 3. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ tạm ngừng các chuyến bay thường lệ từ Hà Nội đến Moscow bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới, thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm thứ Tư. Việc đình chỉ nhằm xem xét các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến hoạt động bay tại Nga. Cả hai quốc gia đã có quan hệ chặt chẽ từ thời Liên Xô và Việt Nam cho đến nay vẫn chưa lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga. Cũng liên quan Việt Nam, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Hà Nội bắt đầu hoạt động. Ngân hàng sữa mẹ đã được khai trương hôm thứ Ba tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để phục vụ các địa phương phía Bắc. Là ngân hàng đầu tiên thuộc loại hình này tại thủ đô, ngân hàng sữa được tài trợ bởi chính phủ Ireland cũng như tổ chức Alive and Thrive và Newborns Việt Nam. Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động sau 4 tháng thử nghiệm. Trong đó, ngân hàng đã hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em sinh non, nhẹ cân và ốm đau điều trị tại bệnh viện. Trong thời gian tới thì ngân hàng dự kiến sẽ tăng công suất hoạt động và cung cấp sữa mẹ tiệt trùng cho các bệnh viện ở Hà Nội và các địa phương ven đồng bằng sông Hồng. Theo nghiên cứu, sữa mẹ tiệt trùng được sử dụng như một chất thay thế tạm thời cho sữa mẹ tự nhiên để giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh muộn ở trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương và nhẹ cân trong vòng 28 ngày đầu đời. Nó cũng làm giảm thời gian nằm viện 15 ngày và thời gian nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch lên đến 10 ngày so với sử dụng sữa công thức. Theo Giám đốc Khoa Hội sức tích cực, sơ sinh của bệnh viện cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho 4.500 đến 5.000 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, gồm sinh non, nhạ cân, nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh cần được bú sữa mẹ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong điều trị và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Sau 4 tháng vận hành thử nghiệm, Ngân hàng sữa đã nhận được 600 lít sữa mẹ do 38 bà mẹ có con đang điều trị bệnh tại các bệnh viện trao tặng. Cho đến nay thì sữa từ chương trình thử nghiệm đã được cung cấp cho 280 trẻ sơ sinh, trong đó có 62 trẻ mắc COVID-19 hoặc là trẻ có mẹ bị mắc COVID-19 nghiêm trọng. Ngân hàng sữa mẹ tại Hà Nội sẽ trở thành ngân hàng sữa mẹ thứ bảy tại Việt Nam. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam ngày 24 tháng 3 cho biết, có thêm 127.883 ca mắc COVID-19. Trong ngày, tuyên quan bổ sung gần 13.000 ca mắc COVID-19. Hà Nội có 13.005 ca mắc mới. Tại Sài Gòn thì số ca mắc mới là 1.582 người. Các địa phương khác mà có số ca mắc cao trong ngày là Phú Thọ, ghi nhận 5.307 ca, Nghệ An có 4.425 ca, Lạng Sơn có 4.408 ca, Bắc Ninh 4.398 ca, Lào Cai thì 4.149 ca, Hải Dương 4.034 ca, Bắc Giang 3.997 ca, Yên Bái 3.993 ca, Vĩnh Phúc 3.577 ca. Số ca khỏi bệnh trong ngày là 192.465 người số ca tử vong trong ngày là thêm 61 người. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận có 8.479.751 ca nhiễm, với 42.075 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là trên 4,6 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.764 người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là trên 203,1 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ gió hối đoái. Hôm nay một giá kim bằng 0,7955 Mỹ Kim và bằng 0,7235 Euro. Một da kim bằng 18.082.87 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.794.80 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 114.3 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 121.3 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng ở mức 1939.23 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 24 tháng 3 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu yêu thích chương trình này thì xin quý vị hãy bấm like, comment và share cho nhiều người quen. Và đồng thời chúng tôi mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.